dễ nhạy cảm, vi mụn dùng được, lại tiện lợi, đa năng, mà chất liệu cô tâm tự nhiên, không mùi, không hóa chất. Xin giới thiệu siêu phẩm mới, khăn lau mặt khô cao cấp Hotosu. Khăn lau mặt khô cao cấp Hotosu, nguyên liệu nhập từ Nhật Bản, thành phần từ cô tâm tự nhiên, không mùi, không hóa chất. Cô tâm xịn mà giá cả lại phải chăng? Có hai size, size nhỏ 80 miếng, giá chỉ 4XK. Size lớn 80 miếng, giá chỉ 5XK. Nói nhỏ nè, giá em nói đang ngon hơn giá các sản phẩm khác trên thị trường đó nha. Cam kết 4-0, không tẩy trắng, không hương liệu, không chất bảo quản, không ô nhiễm môi trường. Dùng được cho mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm như em bé cũng dùng được luôn đó nha. Ngoài ra, chấm 10 điểm cho tính đa di năng của em nó. Tẩy trang, tông nờ bát, vệ sinh body, sử dụng lại để lau dọn cũng ok luôn. Khăn lau mặt khô cao cấp Hotosu, thành phần từ cố tâm tự nhiên nè, không mùi, không hóa chất. Vào ngay chỗ hàng bên dưới hoặc đến Hasaki gần nhất để hốt mềm đó nha. Mấy keo.